Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Châu Á, Châu Âu cùng Mỹ lập liên minh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngoại trưởng Đức vào hôm 24 và 25 tháng 10 mới đây đã kêu gọi Hoa Kỳ hợp tác với châu Âu để đáp trả Trung Quốc, thì hôm 27 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Quốc phòng của Mỹ đã đến Ấn Độ để thắt chặt liên minh chống Trung Quốc. Lời kêu gọi của hai nhà lãnh đạo quốc phòng và ngoại giao của quốc gia hàng đầu của châu Âu được đưa ra sau cuộc điện đàm vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 10 năm 2020 giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Borrell của Liên minh châu Âu. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Đức và lãnh đạo Ngoại giao Liên hiệp châu Âu Joseph Borrell họp báo tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức vào ngày 26 tháng 8 năm 2020. Mỹ và châu Âu đã tiến tới thành lập một diễn đàn để thảo luận về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc. Các cuộc thảo luận đầu tiên sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2020. Ngay sau sự kiện trên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Kramp vào ngày 24 tháng 10 đã đề nghị xây dựng một liên minh thương mại phương Tây được tăng cường mới nhằm đối phó với các hoạt động của Trung Quốc. Bà nói như sau, lợi ích của Đức cũng là lợi ích của châu Âu, cần một trật tự để có thể chống lại cả hai nguy cơ đối với thương mại và tự do như chủ nghĩa tư bản, nhà nước, được Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ đạo mạnh mẽ và sự cám dỗ về việc cô lập và tách rời đơn phương mà chúng ta hiện đang nhìn thấy tại Washington. Do đó, tôi đề nghị chúng ta nên đối phó với thách thức cạnh tranh toàn cầu bằng một liên minh thương mại phương Tây được tăng cường mới. Bà Kram, nữ chủ tịch sắp mãn nhiệm của Liên hiệp Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo CDU cầm quyền nước Đức cho biết như sau, là một quốc gia xuất khẩu hàng đầu, nước Đức chúng tôi rất lo lắng về cách Trung Quốc hành xử trong các vấn đề thương mại quốc tế. Bà cho biết các vấn đề này bao gồm việc Trung Quốc thao túng tiền tệ trong một thời gian dài, tích cực chiếm đoạt tài sản trí tuệ, tạo ra các điều kiện đầu tư bất bình đẳng và bóp méo việc cạnh tranh bằng trợ cấp của nhà nước. Và một ngày sau phát biểu của bà, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết tương lai của đối tác xuyên Thái Bình Dương sẽ được quyết định bởi cách thức đối phó đúng đắn với Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. Ông Maas viết trên báo Welt am Sonntag rằng Washington nhìn thấy thách thức chiến lược to lớn của thế kỷ này trước sự trỗi dậy của Trung Quốc thông qua các đường lối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, chính quyền tiếp theo của Hoa Kỳ cũng sẽ tái định hướng năng lực chính trị và quân sự để đối phó với Trung Quốc. Ông viết tiếp, một số người có thể cho rằng đây là sự suy yếu tự động của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Ngược lại, đối với tôi, việc định hình mối quan hệ của chúng ta với Trung Quốc mang lại cơ hội cho sự hợp tác xuyên Đại Tây Dương mới, bởi người Mỹ và châu Âu cùng quan tâm đến một xã hội cởi mở, tôn trọng nhân quyền, cùng các tiêu chuẩn dân chủ, thương mại công bằng, các tuyến đường biển tự do cũng như an ninh của dữ liệu và tài sản trí tuệ của chúng ta. Và nếu chúng ta muốn ép Trung Quốc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như vậy, khi đó Hoa Kỳ cũng có thể được hưởng lợi từ vai trò của châu Âu đối với các đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh. Và nếu chúng ta có cùng tiếng nói trong Tổ chức Thương mại Thế giới thay vì áp đặt thuế quan với nhau, khi đó chúng ta cũng có thể thiết lập các tiêu chuẩn mới, ví dụ liên quan đến vấn đề Trung Quốc ép buộc chuyển giao công nghệ hoặc các giao dịch với các công ty nhà nước Trung Quốc. Và mối nghi kỵ Trung Quốc ngày càng lớn trong lòng dân người Đức. Ông Mikko, lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mercator, một tổ chức tư vấn chính phủ đặt tại Berlin, cho biết quan điểm chung về Trung Quốc đã trở nên rất xấu tại Đức, đặc biệt trong 12 tháng vừa qua. Đây là hình ảnh bà Thủ tướng Đức Angela Merkel bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh vào hồi tháng 5 năm 2018. Ông Horati đã nói như sau, tôi trông đợi chính sách về Trung Quốc sau thời bà Angela Merkel, bất kể ai kế nhiệm bà, sẽ đưa ra một quan điểm cứng rắn hơn với Trung Quốc. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ không tranh cử nhiệm cử thứ 5 trong cuộc bầu cử năm tới. Trong khi đó, bà Kram, đương kim Bộ trưởng Quốc phòng Đức, cũng đã từng được xem là người có khả năng kế nhiệm bà Merkel, sẽ từ chức lãnh đạo đảng CDU vào tháng 12 sắp tới đây. Bà Kram từng tự nhận mình là người theo chủ nghĩa xuyên Đại Tây Dương, tức người ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ giữa châu Âu với Hoa Kỳ và Canada. Ông Gerhard Schindler, lãnh đạo tình báo của Đức giai đoạn 2011-2016 mới đây, đã cảnh báo là Trung Quốc sắp thống trị thế giới và châu Âu phải cảnh giác vì nguy cơ gián điệp của Trung Quốc. Ông Schindler nhận định như sau, Bắc Kinh đã rất khéo léo mở rộng ảnh hưởng của Trung Quốc ra khắp châu Âu, châu Á và cả châu Phi,
và công nghệ của họ đã tiến xa đến mức chính quyền Đức không thể biết liệu chúng ta có thể được sử dụng vào các mục đích xấu hay không. Cựu lãnh đạo tình báo Schindler kêu gọi chính phủ Berlin loại tập đoàn Trung Quốc Huawei ra khỏi mạng 5G của Đức để bớt phụ thuộc vào Bắc Kinh. Trong khi đó, vào ngày 27 tháng 10 năm 2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper sẽ gặp gỡ hai đồng nhiệm Ấn Độ tại New Delhi trong khuôn khổ cơ chế đối thoại 2+2 nhằm tăng cường quan hệ chiến lược với một nước đang đối đầu với Trung Quốc và củng cố thêm liên minh đang hình thành để chống lại Bắc Kinh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Singh phát biểu trong cuộc họp báo chung của các Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng hai nước Hoa Kỳ và Ấn Độ tại New Delhi vào ngày 27 tháng 10 năm 2020. Ngay trước khi cuộc họp khai mạc, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã cho biết New Delhi đã đạt được một thỏa thuận quân sự với Washington về việc chia sẻ dữ liệu vệ tinh rất nhạy cảm. Trong cuộc họp riêng diễn ra trước buổi họp 2+2, hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Ấn Độ đã thảo luận thêm về thỏa thuận hợp tác về không gian địa lý BK cho phép chia sẻ công nghệ quân sự cao cấp, bản đồ không gian địa lý và dữ liệu vệ tinh nhạy cảm giữa quân đội hai nước. Công cuộc hợp tác này sẽ giúp Ấn Độ nâng cao khả năng hoạt động chính xác của tên lửa và máy bay không người lái, qua đó tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quân sự song phương. Theo hãng tin Anh Reuters, một nguồn tin quốc phòng Ấn Độ cho biết là thỏa thuận BK cũng sẽ cho phép Hoa Kỳ cung cấp các thiết bị hỗ trợ định vị và thiết bị điện tử hàng không tiên tiến trên các máy bay do Mỹ cung cấp cho Ấn Độ. Thông tin cũng cho biết, kể từ năm 2007 thì đến nay, các công ty của Mỹ đã bán cho Ấn Độ hơn 21 tỷ đô la vũ khí. Ngoài ra, hai bên được cho là sẽ cố gắng để thể chế hóa quan hệ giữa cơ quan tình báo quốc phòng, nâng cấp thỏa thuận liên lạc COSCAGA từng cho phép hai nước bước đầu chia sẻ thông tin tình báo. Nếu đạt được thỏa thuận mới, hai đồng minh sẽ có thể chia sẻ thông tin tình báo giữa các lực lượng lục quân, hải quân và không quân về diễn biến của tất cả các vấn đề về quốc phòng từ Biển Đông đến vùng Dalax. Và việc củng cố liên minh chống Trung Quốc không chỉ được Ngoại trưởng Mỹ thực hiện trong chuyến thăm Ấn Độ, mà nhà ngoại giao Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục theo đuổi tham vọng này trong các chặng đường tiếp theo trong chuyến công du một vòng Nam Á và Đông Nam Á của ông. Đây là hình ảnh cựu Tổng thống Sri Lanka và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc gặp. Ông sẽ là một ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Sri Lanka trong hơn một thập niên qua trước khi ghé thăm quần đảo Maldives. Đây là hai nước nhỏ ở vùng Ấn Độ Dương đã vay nợ chồng chất của Trung Quốc cho những dự án hạ tầng cơ sở to lớn. Tại hai nước này, Ngoại trưởng sẽ khuyến cáo giới lãnh đạo tránh bị sập bẫy nợ của Trung Quốc gây ra. Vào tuần trước, một quan chức cấp cao phụ trách các vấn đề về Nam Á và Trung Á trong Bộ Ngoại giao Mỹ đã nhấn mạnh rằng Sri Lanka cần phải quyết tâm bảo đảm sự độc lập về kinh tế đối với Trung Quốc. Và Trung Quốc, qua lời của đại sứ của họ tại thủ đô Sri Lanka vào hôm 27 tháng 10, đã lên tiếng đả kích chuyến thăm của ông Pompeo, cho rằng Mỹ không nên bắt nạt Sri Lanka. Chuyến công du kết thúc tại Indonesia và cũng không phải là ngẫu nhiên vì cường quốc Đông Nam Á này cũng đang bị Trung Quốc lấn lướt ở vùng đặc quyền kinh tế của mình sát Biển Đông. Phát biểu trước lúc Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo lên đường qua Ấn Độ, chặng đầu tiên trong chuyến công du Nam Á và Đông Nam Á, ông Dane Thompson, một quan chức ngoại giao Mỹ cấp cao chuyên trách vùng Nam Á và Trung Á, khẳng định: "Chúng tôi đang nỗ lực thắt chặt quan hệ thiết yếu với đồng minh và đối tác, nhấn mạnh cam kết dấn sâu hơn vào vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương và thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi trong công cuộc đối tác bền vững vì sự thịnh vượng của toàn khu vực." Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020 với bản tin Châu Á, Châu Âu cùng Mỹ lập liên minh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.